Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn Thì hiện tại Ngũ Hoàng đang có mặt tại vị trí là hẻm 205 của đường Tân Hòa Đông thuộc phường 14 quận 6 nha Nhà là nhà một trệt, một lầu, nhà góc ba mặt tiền nha cô chú anh chị Đó, bên hông là sẽ có mặt tiền và hướng đó sẽ ra ra, ra tới lại cái vị trí đường này luôn Là dạng như đi về vòng tròn của chú anh chị là ra tới vị trí đường này luôn ha đó, nhà mình thì hẻm này là hẻm để mình thông ra 242 của đường bà hôm nè thông ra 110 của đường bà hôm luôn ở vị trí này nha Còn cái vị trí này là mình sẽ thông ra lại hẻm 205 của đường Tân Hòa Đông ra mặt tiền đường Tân Hòa Đông nha cô chú anh chị đó thì cái vị trí nhà mình là ở đây thì cái hẻm này là hẻm 2m2 nha cô chú anh chị hẻm này 2m2 đó mình đi vô trong đó mình để tay trái là mình sẽ đi thông ra lại cái mặt tiền đường hồi nãy ha đó là cái mặt tiền đường này nè cô chú anh chị đó là thì mình sẽ thông ra là lại đây ha ở nhà mình là nhà gốc ba mặt tiền luôn hiện tại là nhà một trệt một lầu hoàn công đủ một trệt một lầu luôn nha cô chú anh chị thì cái căn nhà này đợt trước là nguyễn hoàng có quay cho cô chú anh chị mình xem rồi nhưng mà đợt đó là người chồng muốn bán nhưng mà người vợ không có chịu bán nha cô chú anh chị nên còn hơi lớn cứng nhưng mà bây giờ thì cả chồng và vợ đều đều bán đều chịu bán hết rồi thì hôm nay nguyễn hoàng sẽ quay lại một lần nữa để cho cô chú anh chị mình tham khảo ha đó, căn nhà mình là ngang 2m9 nè, có đoạn đầu là 29 Chiều dài của nhà mình á là cái mặt bên này á là 7m4 nha cô chú anh chị. Còn cái mặt ở bên trong á, cái mặt bên bên trong kia á là 8m57 ha. 8m57 nhà mình thì nó xéo cái khúc đuôi này nè cô chú anh chị. Đó, như cô chú anh chị mình thấy không? Cái đuôi khúc đuôi nó dài hơn thấy không? Là khúc đuôi này á, là khúc này á là 8m57 còn cái khúc này á là 7m4 đó, 74 và ở dưới đây thì nó hậu ra là 3m07 nha cô chú anh chị. nó hậu ra được một thất 7 ha. Đó, nhà một trệt, một lầu kiên cố nha cô chú anh chị ha. ở hẻm này thì hẻm rộng 2m2 nè cô chú anh chị. Ra hẻm đằng trước nhà của mình á là hẻm rộng 4m2. Còn cái hẻm đuôi đó, hẻm đuôi rồi cái hẻm bên hông đuôi sau lưng ở nhà mình đó là rộng 3m3 nha cô chú anh chị. Còn cái đường trước nhà này thì rộng 4m2 ha thì ngôi nhà này từ trước Nguyễn Hoàng có quay rồi nha cô chú anh chị thì cái mức giá là vẫn như mức giá cũ ha Nguyễn Hoàng vẫn làm uh, cái mức giá cũ là 2 tỷ 30 triệu là giá chốt nha cô chú anh chị 2 tỷ 30 triệu nha cô chú anh chị ha ở nhà một trệt một lầu nở hậu luôn ở khúc đuôi là 3m07 nha cô chú anh chị ở nhà một trệt một lầu nè cô chú anh chị ha Đó, ở trên thì có cái cái mái che nè rồi ở dưới thì có cái ban công đó ban công này cũng khá là rộng nha cô chú anh chị ở đây thì được cái là nhà mình là nhà hẻm thông thông tứ phía luôn ở đuôi cũng thông và đầu cũng thông nha cô chú anh chị rồi khúc đạn đầu này là cái sân nè cái sân này là một m hai nè cô chú anh chị cái sân này là một m hai ha trong sổ thể hiện là một m hai rồi còn bên trong của mình đó là 6 m hai khoảng bên trong nhà một bên tường ở cái hẻm là 6m2 còn mà cái bên tường mà dài á, xéo rồi sau á là 7m3 nha cô chú anh chị, 7m34. Nhà thì hiện tại là một lớp cửa cổng và một lớp cửa sắt không lá ở bên ngoài cô chú anh chị ha. Nhà này thì chủ ấp gạch nè, ấp gạch tầm được 1m đó cô chú anh chị, nó cũng cũng cao ráo. Đó, nhà này thì cô chú anh chị mình chịu khó về mình bỏ 100 triệu ra là mình mình sửa là tuyệt vời nha cô chú anh chị. Tại vì cái tổng diện tích đất của cái nhà này là 23,2 mét vuông mà giá chủ bán chỉ có 2 tỷ 030 triệu thôi cô chú anh chị ơi. Thì nó chưa tới 100 triệu một mét vuông nữa, mình bỏ thêm 100 triệu ra để mình sửa chữa cho nó mới hoàn chỉnh luôn, mình ở là tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Tại vì cái giá mà chủ bán thì nói chung là cũng chưa tới 100 triệu một mét vuông nhưng mà nằm ở quận 6 nữa nhà quận 6 thì cô chú anh chị mình cũng sẽ biết là nhà nó sẽ có giá hơn bèo bèo thì cũng được 100 triệu của chú anh chị ha đó 100 triệu một mét vuông tại vì nhà mình là nhà nhỏ nên mình tính theo mét vuông thì nó cũng không có đúng của chú anh chị tại vì giờ nhà nhỏ có sổ hồng đầy đủ là mừng lắm rồi của chú anh chị đó, khoảng không gian này không gian toilet của nhà mình đây có bồn cầu vòi nước không có vòi sen của chú anh chị ha nhà này thì chịu khó về bỏ 100 triệu ra mình sửa là mới của chú anh chị đó phòng khách của nhà mình ở phía trước ở khu vực này là khu vực bếp ha có khoảng có thể đứng bếp khoảng có chừng được một người thôi của chú anh chị tại vì nó cũng hơi nhỏ cái này thì chủ thiết kế mà xây bít cái cái cửa phía sau luôn làm cái bếp khu vực đó thì nó sẽ tiện hơn của chú anh chị hoặc cái cầu thang có thể để để giờ ra phía sau của chú anh chị mình sẽ tiện hơn cô chú chị ha cầu thang để khúc này thì đi lên nó nó cũng chật cái bếp đây giờ mình sẽ lên lầu nha cô chú chị à, lầu thì hiện tại đang sàn sàn gỗ cái này thì mình về mình lót lót xà gồ lên mình đổ 3D mình ở là tuyệt vời của chú chị ơi ở sau lưng này thì có cái cánh cửa sổ đó là cô chú chị ở khu vực này thì chủ để hơi nhiều đồ nhìn hơi hơi hẹp cái nhà tí của chú anh chị ha đó do đợi để, để rất là nhiều đồ của chú anh chị tủ rồi quần áo rồi rất là nhiều thì nói chung là cái nhà này có thể làm được hai phòng ngủ của chú anh chị đó nhưng mà do chủ để thiết kế cái cầu thang như vậy thì mình làm hai phòng ngủ thì nó cũng hơi khó của chú anh chị ha đó thì ba, ba, ở dưới đây mình đi lên nè lên ở đây là một mình có thể thiết kế được một phòng ở đây rồi một phòng ở bên trong nữa của chú anh chị vào bên trong đây thì sẽ có một phòng nữa nè khu vực này cái tủ nó chiếm hơi hơi nhiều diện tích này của chú anh chị thấy không? ở khu vực này mình có thể để được mình có thể làm được một phòng ở đây nữa vào bên trong này thì sẽ có một phòng ngủ nữa nè cô chú anh chị còn ở phòng này thì phòng nó rộng nha cô chú anh chị đó, nó rộng rộng rãi hơn đó, như cô chú anh chị mình thấy rộng không? bên hà bên tay trái có có ô cửa sổ nữa của, của chú anh chị ha ở bên tay trái đó có ô cửa sổ nữa thì ha nói chung là phòng này nó rộng nè thì cô chú anh chị mình về mình có thể giờ cái phòng này vô một tí mình làm thêm một phòng nữa ha đó phía trước đó là có cái ban công nha cô chú anh chị phía trước mặt đó là có cái ban công cũng khá là rộng đó cô chú anh chị tầm được một mét hai á tại vì nó bằng cái khoảng không gian ban công đó của cô chú anh chị đó, đây là cái sơ đồ của nhà mình nè cô chú anh chị ha đường thì rộng bốn mét hai nè đó còn cái hẻm hông là hai mét hai còn nhà mình á, thì cái chiều dài á, một bên tường bên hẻm á, là 7m4 Còn bên này là 8m57 Ở đó đuôi á, là nở hậu ra 3m07 cô chú anh chị Ở đầu á, thì 2m9 đó, Nhà mình thì nhà là nở hậu cô chú anh chị ha đó, Nở hậu Và nhà này thì hiện tại đang có hướng chính là hướng đông nha cô chú anh chị đó, Đông rồi hướng bắc và đuôi là thuộc Hướng Tây luôn Nói chung là nhà mình thuộc ba hướng đó cô chú anh chị Hướng nào cũng được hết ha đó, Thì cái giá mà chủ kêu là 2 tỷ 30 triệu là giá chốt luôn nha cô chú anh chị đó, Giá này về giá chốt luôn Nguyễn Hoàng hôm nay sẽ quay lại đó, Lần này là quay là thiệt nha cô chú anh chị Đợt trước là cũng là thiệt luôn Nhưng mà sôi sức là do Người chồng muốn bán Kêu Nguyễn Hoàng qua quay Sau đó thì quay xong Thì người vợ không chịu bán nữa sau nói chung là sau nhiều lần làm việc thì nguyễn hoàng cũng người vợ cũng chịu bán là cô chú anh chị mình nha